I want to define. Tôi sẽ định nghĩa. What is worship? Vậy chứ thờ phượng là gì? Before we go into the details. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết. So in case you are, you know, you have to leave the, you know, here tonight, you can still get the definition. Để chúng ta trước khi ra, sau khi bước ra khỏi chỗ này, chúng ta vẫn còn nhớ cái định nghĩa. So here is my definition about worship. Đây là cái định nghĩa về thờ phượng. Worship is the deepest expression of love and honor for God in spirit and in truth. Thờ phượng là sự biểu lộ tình yêu thương và lòng tôn kính sâu sắc nhất đối với Chúa. Are you okay, church? Okay, I do it again because this is tough. Worship is the deepest expression. Sự biểu lộ tình yêu thương từ trong lòng ra đấy. Yeah, of love and reverence. Và trong cái tình yêu thương này nó có luôn cả một cái sự tôn kính ở trong đó nữa. To God. Mà tôn kính để đâu? Tôn kính Chúa Cha Thiên Thượng. God the Father. Cha Thiên Thượng yêu dấu đó. In spirit. Mà trong tâm linh. And in truth. Và trong lẽ thật. So let me go into the details because it's quite comprehensive to for this topic. Tôi sẽ đi vào chi tiết để chúng ta cùng hiểu sâu hơn về cái vấn đề này. Yeah, I just wrote 15 pages today, but today we only go through the headline. Tôi có khoảng 15 trang đã soạn sẵn nhưng mà ngày hôm nay chỉ là những cái tựa đề thôi đó, những cái điểm chính thôi.